Good morning, Vietnam, America. Du Miên thân ái chào gặp lại quý khán giả của đài VNA TV trên 3 băng tầng 57.3, 16.10, 26.9 trên Direct TV ở băng tầng 2035. Quý vị cũng có thể xem được trên Roku Box. Ngoài ra chúng tôi phát trực tiếp trên Facebook và YouTube ở địa chỉ VNA TV, trên website địa chỉ vnatv.com. Quý vị cũng còn có thể xem được trên Roku Box và với telephone quý vị vào Google Chrome bấm chữ VNA TV là xem được. Kính thưa quý vị, đây là chương trình Good Morning Việt Nam America mỗi buổi sáng từ 9 giờ đến 10 giờ và ngày thứ hai như thường lệ vẫn là sự phối hợp giữa hai đài radio đáp lời sông núi phát về Việt Nam mỗi đêm nửa tiếng đồng hồ trên 12 năm qua. Và đại diện cho đài đáp lời sông núi ngày hôm nay là Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ từ nước New Zealand, Tân Tây Lan. Trước hết kính chào Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Vâng, tôi xin rất là vui vẻ gặp lại và kính chào anh Du Miên cũng như là tất cả quý khán thính giả của VNA TV. Sau khi tôi vắng mặt 2 tháng qua, hôm nay tôi rất là vui vẻ trở lại. Xin kính chào tất cả mọi người. Vâng, cảm ơn Linh Mục. Và sau phần một vài cơ sở thương mại thì sẽ có sự tường trình đặc biệt của Linh Mục Hữu Lễ tại sao mà ngài đi lâu như vậy để dành cho quý vị một sự ngạc nhiên. Trước khi vào chương trình, cho phép chúng tôi được giới thiệu một vài cơ sở thương mại đã ưu ái bảo trợ cho chương trình này. Cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ cho Philips Nam suốt thời gian vừa qua. Nếu quý đồng hương có những nhu cầu mua bán hay tài trợ, tái tài trợ địa ốc, xin gọi cho Philips Nam ở số điện thoại 909 576 1934. Thư viện Việt Nam hân hạnh thông báo Thư viện Việt Nam sẽ tổ chức buổi thuyết trình quan trọng về đề tài bảo vệ sức khỏe qua các chương trình bảo hiểm tư nhân cũng như Medico và Medicare. Thuyết trình viên là cô Jessica Lê Nhật Yên, tốt nghiệp Đại học Cal State Fullerton về y tế cộng đồng, có bằng hành nghề, cũng sẽ giải đáp thắc mắc trực tiếp trong buổi thuyết trình này. Buổi thuyết trình sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Sáu, 19 Tây tháng 4 năm 2024 tại Thư viện Việt Nam. Vui lòng ghi danh trước tại số 714 803 3379. Trong khi đó, Thư viện Việt Nam sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 25 vào lúc 11 giờ sáng ngày 11 tháng 5. Kính mời quý khán giả thương yêu Thư viện Việt Nam suốt 24 năm qua đến cùng các bánh sinh nhật, tham dự tiếp tân truyền thống từ trước đến nay tại Thư viện Việt Nam. Mọi liên lạc xin vui lòng gọi số 714 657 5500. Cảm ơn quý cơ sở thương mại đã quảng cáo cũng như bảo trợ cho đài VNA TV. Quý đồng hương đã ủng hộ cho họ, quý vị vui lòng nói là nghe và xem từ đài VNA TV của chúng ta. Kính thưa quý khán giả, như quý vị biết là Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đã đi Úc trong hơn 1 tháng qua. Ngài đã không lên đài 2 lần thì nhiều khán giả đã quan tâm và đã kêu gọi hỏi cho đài, hỏi đài và hỏi ngay chúng tôi là Linh Mục Lễ có khỏe không, tại sao không thấy ngài, mặc dù rằng chúng tôi cũng có loan báo là Linh Mục là đi bên Úc với một cái tin vui. Và ngày hôm nay Linh Mục sẽ tường trình cùng quý vị ngài đi đâu và ngài làm gì, nhưng mà tôi chắc chắn ngày hôm nay tôi cũng rất vui mừng để nói với quý vị là chút xíu nữa ngài sẽ có thêm một cái tước nữa, là tước là tài tử, Linh Mục Tài tử Nguyễn Hữu Lễ. Tại vì phim của ngài lên ở trên, làm đóng phim, cuốn sách của ngài đóng phim. Kính thưa quý vị, mời Linh Mục, quý vị cùng nghe tường trình của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ về chuyến đi Úc, đại lời của ngài. Xin mời cha. Vâng, cảm ơn Du Miên. Thưa tất cả quý khán thính giả thì mặc dù năm nay tôi cũng lớn tuổi rồi nhưng mà công việc làm thì vẫn còn nhiều, và thấy vẫn có một cái bổn phận rất nhiều đối với, thứ nhất là đối với dân tộc Việt Nam, cũng như cái câu tôi nói đó là trước khi làm linh mục tôi là một người Việt Nam. Có thể câu nói này đi vào lịch sử của đời tôi. Vậy thì tại sao tôi đi Úc vừa rồi? Thật sự ra đó, khi đi thì tôi tuyên bố bằng một cái lý do rất là rõ ràng rằng tôi qua đó để tôi giới thiệu cái cuốn sách tiếng Anh I Must Live là cuốn sách do nhà xuất bản Arthur Macaulay Publisher Anh Quốc đó chứ Anh Hành. Và tôi qua đó để tôi đi giới thiệu cái cuốn sách đó tại một vài thành phố bên Úc. Đó là cái việc tôi đưa ra một cái lý do. Nhưng thật sự qua đó rồi đồng bào mới gặt duyên lý do của tôi đi. Lý do tôi đi quốc kỳ này đó là bởi vì trước đó tôi được tin là Võ Văn Thự, tôi xin lỗi, đó là Phạm Minh Chính là chủ tịch nước Việt Nam, xin lỗi, đó là thủ tướng của Việt Cộng, đi qua một vài thành phố bên Úc Châu. Thì tôi nghĩ ngay đến vấn đề là cái quy định 1334. Điều này là lý do chính để mà tôi yếu kỳ này. Khi tôi qua đó mọi người ngạc nhiên rằng trên diễn đàn tại hai nơi Brisbane mới tôi nói đó, khi mà tôi nghe cái tin Phạm Minh Chính mà đi qua bên Úc đó là tôi hiểu ngay cái kế hoạch của Việt Cộng trong vấn đề là nó muốn đóng cọc ở ngoài hải ngoại này, tức là nó muốn gom tóm thu đồng bào hải ngoại này về với cái chế độ đó qua cái nghị quyết 36 hồi xưa và bây giờ là quyết định 1334. Đấy, khi tôi đó tôi lên diễn đàn tại Úc Châu tôi nói rất nhiều, tôi gửi ba cái video ra, tôi nói rằng đó khi tôi nghe tin đó đó tôi nhớ ngay đến cái câu của Thủ tướng Việt Cộng Phạm Văn Đồng đã nói năm 75 rằng khi nhà báo phỏng vấn xin cho biết, xin cho Thủ tướng nhận định về làn sóng người Việt Nam bỏ nước ra đi sau khi quân giải phóng vô, người ta chỉ chữ ngoặc kép lên, quân giải phóng vô Sài Gòn. Thì lúc đó đó Thủ tướng Việt Cộng Phạm Văn Đồng nói rằng tôi còn nhớ bên tai tôi, đàn ông đó là cái loại ma cô ma cạo, đàn bà đó con gái là loại đĩ điếm, bọn chúng phải ra đi cho sạch đất nước. Cái câu đó in trong đầu tôi. Rồi sau này đó khi mà đồng bào hải ngoại làm ăn khá giả rồi, Thiệu Chính con cái của Việt Cộng Phạm Minh Chính ông Phạm Văn Đồng đó là trở cái giọng nào là người Việt thân thương, nắm ruột xa quê hương ngàn dặm, trở về sẽ quê hương bằng nghĩa 36. Chưa hết, bây giờ đó lại trở ra một cái quyết định 1334 qua đây để vận động đóng cọc vào hải ngoại. Đó là điều tôi nói rất rõ. Tôi nói rất rõ, người Việt Nam chúng ta hải ngoại đừng có ai ngu mà nghe lời đường mật thượng Việt Cộng. Tôi hỏi rằng Việt Cộng nó thương hải ngoại này thương cái gì? Có phải nó thương gì mình xa quê hương, thương gì dòng máu mủ, thương gì không? Nó thương cái túi tiền của đồng bào Việt Nam hải ngoại, nó thương cái sổ băng của đồng bào hải ngoại. Tôi lớn tiếng kêu gọi, tôi kêu gọi thẳng thắn rằng đó chúng ta đừng có mắc vô thằng Việt Cộng một lần nữa. Đó là điều tôi nói rất rõ. Tôi nói rất rõ mà ngồi ngạc nhiên rằng đó chính là lý do chánh mà Linh Mục Hữu Lễ đã đi qua Úc Châu trong kỳ rồi. Dĩ nhiên bên cạnh đó tôi có gửi video đây, tôi có ra mắt, tôi có nói chuyện tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng ở Sydney và ở Brisbane để tôi giới thiệu cái cuốn sách tôi phải sống. Thì xin lỗi giới thiệu cuốn sách I Must Live và một số sách tôi phải sống còn lại mà tôi in ra để tôi tặng cho Đài Phát thanh Đất Bờ Sông Núi đó, kỳ này tôi cũng gửi ra. Thưa các bạn, tôi có một cái sai lầm, điều này phải nói luôn, tôi một cái sai lầm là tôi sợ rằng nếu mà coi đời sách nhiều quá từ nhà xuất bản qua đó thì tôi sợ lại mình nếu mà đồng bào không có mua mà mình phải đem về thì nó kỳ quá, nó mất cái hay đi. Cho tôi chỉ đưa qua một số sách phải là hạn chế. Khi tôi giới thiệu thì đồng bào phải nói rằng thất vọng vô cùng bởi vì không đủ sách. Rồi người ta có thể nói là dùng cái chữ nó hơi kỳ chút nữa, là người ta chen lấn và có thể giành giật nhau, rồi sinh ra một cuộc cãi vã. Đó là điều tôi xin lỗi một lần nữa. Trước màn ảnh này tôi xin lỗi đồng bào ở bên Úc Châu. Tôi đã tính toán sai cái việc đó rồi, tôi order một số sách đó tương đối hạn chế. I Must Live thì ai đấy muốn có thì có trên Amazon, thì các bạn có thể order đấy đó. Nói chung đó là cuốn đi Úc vừa rồi rất thành công. Nếu có giờ đó thì tôi sẽ, anh Du Miên cho phép tôi sẽ trình bày sau. Nhưng mà bên cạnh việc tôi đi đó nó còn có một ảnh hưởng về cái tình cảnh giữa cộng đồng Úc Châu với tôi, và qua đó cho tôi nhận thức được cái tâm tình của đồng bào quý mến tôi thế nào, và tôi yêu thương đồng bào Úc Châu thế nào. Đó là điều nếu bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ, và tôi cho rằng một chuyến Úc rất là thành công đó, thưa anh Du Miên. Vâng, cảm ơn Linh Mục Hữu Lễ. Thưa cha, thì cái chuyến đi của cha như vậy, tức là bây giờ là khi mà tiếp xúc với cái chỗ mà người ta muốn làm phim cho cha đó, thì tới tiến triển tới đâu và cái dự án sẽ bắt đầu như thế nào thưa cha? Thưa anh, đây là câu hỏi rất là hay, bởi vì như tôi có đưa ra một cái lời thông báo chính thức vào ngày hôm qua. Hôm qua tôi gửi lại một cái YouTube. Nếu mà quán thính giả nào mà hôm nay có nghe đó thì xin trở lại cái YouTube của Linh Mục Hữu Lễ, hoặc là vô cái Facebook của Linh Mục Hữu Lễ, thì sẽ có một cái lời thông báo chính thức của tôi vào ngày hôm qua. Mở ngoặt chút xíu, tự nhiên tôi coi lại thấy đâu có vô tình ngày hôm qua bên Tân Tây Lan tôi đó lại là ngày là 14 rồi tháng 4 năm 2024, tự nhiên tôi đưa ra một cái lời kêu thông báo vào 3 số 4 04 14 24. Tự nhiên nó có con số dễ nhớ, là tôi thông báo một cái chương trình chính thức là chúng tôi sẽ thực hiện cái phim Tôi Phải Sống. Bởi vì cái phim này đó, nó là cái kết quả của hai cuốn sách. Đầu tiên hết đó, là cách đây hơn 20 năm tôi đã cho ra đời cuốn sách bằng tiếng Việt Nam là cuốn Tôi Phải Sống đây. Cái cuốn sách này đó tôi đã ra đời hơn 20 năm qua, và đồng bào phải nói rằng tiếp nhận rất là nồng nhiệt. Sau đó thì cách đây 8 tháng, nhà xuất bản Anh Quốc đã cho xuất bản cuốn sách I Must Live. Sau khi hai cuốn sách ra đời rồi đó, thì có một số người, cả người Việt Nam lẫn người Mỹ, đều ước muốn rằng làm sao mà mình chuyển thể cuốn sách này ra một cái phim, bởi vì nó mang một cái nội dung phải nói rất là đặc biệt. Cho nên tôi đã suy nghĩ nhiều lắm, bởi thứ nhất là tôi không có kinh nghiệm gì về phim ảnh cả. Thứ nhì nữa là đây là một việc lớn, chứ không phải là một cái việc chỉ là dễ dàng như là ngồi trong computer rồi viết cuốn sách hoặc dịch cuốn sách rồi, không phải như vậy. Cho nên tôi đã nói chuyện với luật sư của tôi tìm một sự cố vấn pháp lý vững vàng cho cái công việc, set up một cái ban chuẩn bị, và đặc biệt là tôi mời những tài tử điện ảnh Việt Nam đã từng có kinh nghiệm về đóng phim và đã từng là producer, tức là sản xuất phim, qua đây với tôi. Và hiện tại người đó đang ở nhà tôi đây, để chúng tôi có thời gian bàn hỏi, tìm hiểu tất cả những con đường phải đi, thủ tục phải làm, và những gì mà mình còn muốn kêu gọi đồng bào hải ngoại ý thức và hỗ trợ. Cho nên đến giờ này đó, chúng tôi đã có một cái kế hoạch trên giấy tờ đàng hoàng là sẽ thực hiện cái phim, không phải phim tài liệu mà cái phim trong cuốn sách lấy tên là Tôi Phải Sống, cái phim cuốn sách. Thưa tất cả quý đồng hương, nhân đây đó, trên làn sóng điện của VNTV này tôi cũng chia sẻ luôn, cái phim này không phải là cái phim làm để kiếm tiền. Tôi rõ nhất thôi là không phải là cái phim làm để kiếm tiền, nhưng là cái phim để cho đồng bào Việt Nam chúng ta, những người nào mà không chấp nhận chế độ bạo tàn cộng sản đó, có một cái bàn tay trong đó, có một tiếng nói trong đó, có một cái tâm tình trong đó. Cho nên tôi gọi đây là cái phim của chúng ta, chứ không phải là cái phim của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, phải nhớ cái đó. Đây là phim của chúng ta. Mỗi người đều thấy rằng cái phim này tôi có một sự đóng góp trong đó, cho dầu lời kêu gọi tôi đó bằng cái slogan thế này: mỗi $1 đều quý, every dollar counts. Mỗi $1 đóng góp đều quý, có nghĩa là gì? Nghĩa là đó là của chúng ta. Cho nên sau khi tôi đã nêu ra cái lời thông báo rồi đó, chính thức tôi sẽ đi khắp nơi trên thế giới này để tôi quảng bá, cũng kêu gọi và thấy rằng đây là một công cuộc tranh đấu cho dân tộc mình. Cái phim này không phải đặt trên cái nền tảng sự đau khổ của cá nhân tôi trong 13 năm tù, sự đánh đập chết lên chết xuống để tôi phải la rống lên rằng tôi phải sống. Nhưng mà cái phim này là cái phim dân tộc Việt Nam phải sống. Đó là tiếng nói uất hận và đau thương của một công dân nước Việt. Cho nên tôi ước mong rằng nếu kế hoạch này ra đời đó thì được sự tiếp tay hỗ trợ và hiểu biết của tất cả đồng bào dân hải ngoại chúng ta. Không phải Việt Nam mà thôi, mà cái phim này đã cho thế giới biết rằng đó, tất cả hình thức mà người ta thấy được về cái hoàn cảnh đất nước Việt Nam đó là một sự lừa đảo, một sự gian dối, một sự giả trá. Thực chất vấn đề nó không phải vậy. Đó là vấn đề mà tôi xin nói trước về cái việc mà anh Du Miên nêu lên rằng đó là cuốn phim này chúng tôi thật sự đã bắt đầu thành hình và bắt đầu giai đoạn thực hiện. Đó là điều tôi xin trình bày với quý vị hôm nay. Vâng. Thưa cảm ơn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Chúng tôi sẽ nghỉ một vài phút cho đài quảng cáo và trong lúc đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với quý vị khán giả trên Facebook và YouTube tâm tình với nhau. Cảm ơn quý vị. Chào bình minh hoa ban mai lạ lơi, nhạc siêu êm vang dư âm ngàn nơi, bên khói chết tươi, trong ngón hoa tươi. Good morning Vietnam, America. Bầy trẻ thơ yêu quê hương đầy vơi, đồng ruộng. Cảm ơn quý khán giả vẫn còn với đài VNA TV trên Facebook và YouTube. Hân hạnh loan báo với quý vị là nhắc lại một lần nữa là đài VNA TV của chúng ta đã thay đổi giờ phát hình của các chương trình, tăng lên nửa tiếng. Như ví dụ như là chương trình sinh hoạt cộng đồng thì lên 8 giờ rưỡi tới 9 giờ và chương trình Good Morning Việt Nam America là từ 9 giờ đến 10 giờ. Và cũng nhân trong cái lúc mà Linh Mục Hữu Lễ đi qua bên Úc Châu thì ngài chắc cũng chưa được nghe loan báo chính thức là đài VNA TV của chúng ta đã lên được trên Direct TV 50 tiểu bang Hoa Kỳ và một vài quốc gia ở chung quanh cũng có thể xem được đài VNA TV của chúng ta. Đây là một cái bước tiến mà cũng nhờ ơn trên mà chúng ta có được một cái may mắn như thế này. Thì chúng tôi cũng cảm ơn quý khán giả ở khắp nơi liên tục hỏi với chúng tôi, cá nhân chúng tôi và đài là tình hình của cha Lễ như thế nào. Xin lỗi với quý vị là quý khán giả quan tâm, tại vì cha ngài cũng đã lớn tuổi và chúng tôi cũng đã lớn tuổi cả, cho nên hỏi han như vậy là sự quan tâm mà chúng tôi biết là ngày hôm nay quý vị gặp lại Linh Mục Hữu Lễ rất là vui. Nhưng mà bây giờ con xin hỏi cha Linh Mục Hữu Lễ này, thưa cha là cha chuẩn bị đóng vai gì và cha có làm tài tử thật sự hay không? Cha tâm tình thật ngày hôm nay với khán giả. Tôi biết là anh Du Miên chọc tôi rồi. Vâng, thưa Du Miên, một cái nói cách serious đó, là cái phim này đó là cái phim nó xoay quanh về những gì tôi đã thấy, đã sống, đã nhìn và đã trải qua suốt thời gian coi như là 80 năm cuộc đời của tôi. Thì dĩ nhiên cái phim này tôi cũng phải có mặt trong xuất hiện với con người bây giờ. Con người bây giờ thì tôi xin nói trước thôi, nói trước cái đại khái như là đây một cái dự án trong đầu mà tôi đang bàn là cái phim này tôi sẽ trình bày theo cái diện gọi là diện flashback. Flashback theo tiếng Anh nghĩa là hồi tưởng lại những việc đã xảy ra. Thì dĩ nhiên là cảnh đầu tiên đó là cảnh tôi xuất hiện. Tôi bây giờ đây nè, tức là Linh Mục Lễ với cái tuổi già, với đầu bạc, với tất cả cái bước đi rất là chậm chạp đó, tôi sẽ lên, tôi xuất hiện đầu tiên trong màn đầu. Một vài lời nói và sau đó là đưa flashback trở lại thời gian tôi ở trong tù, rồi bị đánh đập làm sao, rồi khi mà bị cùng kẹp thì tôi lại flashback lại thời gian tuổi trẻ của mình, từ hồi tôi mới có trí khôn dưới thời Pháp thuộc, trải qua những đời đệ nhất cộng hòa và khi Việt Cộng chiếm Sài Gòn, vân rồi trở lại thời gian đồng bào Việt Nam chúng ta đi vượt biên chết sống và tôi đã sống tại trường thế nào. Rồi nhưng đặc biệt nhất đó là cái cảnh cuối cùng cái phim này đó, để cho thấy rằng cái phim này có một linh mục chứ không phải là cái phim một người thường, cho nên đó cái cử chỉ mà tôi đến tận nhà để tôi tha thứ cho cái người, tôi bắt tay tha thứ cho cái người ngày xưa đã đánh tôi, đã giết tôi trong tù, mà đến nỗi mà tôi té xuống đất mà tôi phải la lên 3 tiếng, vâng, tôi còn long trời lỡ đất đó, là tôi phải sống, tôi phải sống và tôi phải sống. 3 chữ đó nó cứu tôi. Bản năng sinh tồn dùng vậy, và tôi đã phấn đấu chiến đấu lại với cái người giết tôi đó. Câu chuyện nó rất là hài hước trong các điều đó. Chào bình minh hoa ban mai lạ lơi, nhạc dịu êm vang dư âm ngàn nơi, bên khói chết tươi, trên ngón hoa tươi. Good morning Vietnam, America. Bầy trẻ thơ yêu quê hương đầy. Cảm ơn quý khán giả vẫn còn với đài VNA TV của chúng ta. Để tiếp tục phần thời sự buổi sáng hôm nay, cho phép chúng tôi được cập nhật một số những tin tức liên quan đến tình hình của Hoa Kỳ, chuyện ra tòa của Tổng thống Trump, cũng như là trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ có những cái phản ứng của thế giới đối với việc Iran tấn công trực tiếp vào Israel, và bên phản ứng của chính giới, chính quyền, chính giới cũng như là người dân Úc, Tân Tây Lan như thế nào. Linh mục Hữu Châu Lễ sẽ phân tích cho chúng ta. Bây giờ đầu tiên hết, Peter lấy dùm cho bản tin số 2. Kính thưa quý khán giả, hôm nay Tổng thống Trump lúc 9 giờ 52 phút, ông đã phải ra tòa án ở New York. Đây là một tòa án lịch sử. Đầu tiên một vị cựu tổng thống bị đưa ra tòa xét xử về tội hình. Và đây là phiên tòa này, nó sẽ chứa đựng rất là nhiều cái yếu tố về lịch sử. Chúng tôi sẽ trình bày tóm gọn để cho quý vị biết được là hôm nay Tổng thống Trump đối phó với cái việc này liên tục trong vòng 6 đến 8 tuần. Mỗi một tuần tòa bắt buộc ông phải ở trong tòa là 4 ngày. Kính thưa quý khán giả, cựu Tổng thống Trump đến phòng xử lúc 9 giờ 32 phút sáng nay cùng với các thành viên trong nhóm pháp lý của ông. Ông nói ngay phiên tòa này là cuộc tấn công vào nước Mỹ. Đây là phiên tòa lần đầu trong lịch sử của Hoa Kỳ, chưa bao giờ có chuyện như thế xảy ra trước đây. Lịch sử, những câu chuyện lịch sử mà chúng tôi tóm gọn trên truyền hình cho quý vị thấy, cho tin tức cho quý vị thấy. Lịch sử vì biện lý Alvin Bragg là đảng viên dân chủ luôn tuyên bố công khai sẽ bỏ tù Tổng thống Trump và kỳ thị da trắng cùng với giới cà vạt cổ cồn giàu có và quyền lực. Lịch sử vì chánh án Merchan có vợ là luật sư phụ tá cho Bộ trưởng Tư pháp New York, người đang truy tố Tổng thống Trump đòi tịch biên tài sản của ông, và con gái của vị chánh án Merchan này lại làm việc cho dân biểu dân chủ Adam Schiff, người chủ mưu luận tội Tổng thống Trump khét tiếng của Hạ viện thời bà Chủ tịch Pelosi. Dân chủ lợi dụng tòa án để cản bước tranh cử của Tổng thống Trump. Ngược lại, ông Trump sử dụng các phút giải lao của tòa án để làm diễn đàn vận động tranh cử với những tuyên bố gây sốc. Trong khi đó, ứng cử viên Biden thảnh thơi múa gậy vườn hoang, vận động tranh cử suốt liền 6 đến 8 tuần, trong khi ông Trump phải ra tòa 4 ngày trong tuần. Bồi thẩm đoàn sẽ được chọn lựa ra làm sao khi Tổng thống Trump nói rằng ông bị kỳ thị ở quê hương New York của ông? Liệu có công bằng hay không khi ông bị xử ở một thành phố đang được lãnh đạo bởi đảng Dân Chủ thù ghét? Liệu có công bằng hay không khi ông bị truy tố bởi biện lý kỳ thị ông, nổi tiếng nhờ thông điệp tranh cử nhốt tù Trump mà thắng cử? Liệu có công bằng hay không khi ông bị xử bởi chánh án có vợ con làm việc cho các lãnh tụ dân chủ khét tiếng chống lại ông? Liệu có công bằng hay không khi ông phải đối diện với một bồi thẩm đoàn được chọn lựa ngay trong lòng khối người không ưa ông vì ganh tị ở New York, nơi ông ngạo nghễ phô diễn những tòa nhà Biden mang tên ông lừng danh quốc tế? Có công bằng không? Biết hỏi ai? Nước Mỹ còn dân chủ hay là độc tài đảng dân chủ trị? Nước Mỹ còn dân chủ hay đã là độc tài đảng dân chủ trị? Đó là câu hỏi mà thế giới cần được dân Mỹ và giới tinh hoa Hoa Kỳ, nước Mỹ trả lời. Không được quyền ngậm miệng trước sự chà đạp quyền tự do ngôn luận vốn được tu chính án số 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ công nhận. Phải dẹp bỏ các lệnh bịt miệng từ các chánh án cũng như lệnh kiểm duyệt phát biểu trên các nền tảng truyền thông như Facebook, YouTube. Nếu nước Mỹ ngậm miệng làm ngơ thì tự họ đồng hóa với các nước thứ ba độc tài đáng trị vốn bị Hoa Kỳ lên án từ bấy lâu nay. Về nhân chứng, kính thưa quý vị, hai nhân chứng quan trọng của cái vụ kiện này cũng là lịch sử luôn, là cô đào khiêu dâm Storm Daniel và luật sư Cohen từng bị tù vì nói dối trước Quốc hội và trốn thuế cùng nhiều tội danh khác, mà ra làm một nhân chứng quan trọng. Thì chúng ta chờ xem cái kết quả như thế nào. Thì cái chuyện này nó vẫn còn diễn tiến. Quý vị nhớ là trong 2 tuần thì Hoa Kỳ ở trên New York người ta sẽ chọn Bồi Thẩm đoàn. Trong tuần này và tuần tới là người ta sẽ chọn Bồi Thẩm đoàn để xét xử cái vụ này. Kính thưa quý vị, bản tin số 3 của chúng tôi ngày hôm nay liên quan đến một cái câu chuyện cũng rất là khủng khiếp. Đó là việc Iran đã tấn công trực tiếp từ Iran quýnh thẳng qua Israel. Kính thưa quý khán giả, bị tôi lấy cho bản tin số 3. Chiến sự Trung Đông, Israel cho biết Iran đã phóng 300 cái máy bay không người lái và hỏa tiễn để tấn công Israel. Một số vụ xuất phát từ Iraq về Yemen. Hoa Kỳ đã giúp cho Iran để chặn đứng được gần như là 90% của cái cuộc tấn công này. Nhưng mà có một cái tuyên bố tương đối đó cũng gây sốc cho thế giới, mà có lẽ đây là vấn đề chính trị của Hoa Kỳ. Tổng thống Trump có cho biết rằng luôn luôn ở bên cạnh nước Israel, nhưng mà ông nói rằng, ông nói gợi ý rằng Hoa Kỳ sẽ không ủng hộ cho Israel khi phản công. Thì đây cũng là một cách chính trị thôi. Mà cũng hay nữa là Tổng thống Biden nói xong rồi, ông Thủ tướng của Israel thì ông cũng có vẻ nghe, khác như những lần khác là họ phản ứng dữ dội. Lần này thì họ nghe và họ cũng nói sẽ tham khảo với Hoa Kỳ. Kính thưa quý khán giả, dĩ nhiên là cái chuyện mà trì hoãn phản công của Israel là một bài tính của nước Israel và nước Hoa Kỳ. Thì chúng ta sẽ chờ xem trong những ngày sắp tới sẽ như thế nào. Nhưng mà hiện bây giờ thì phản ứng của thế giới rất là sôi nổi. Ở trên Liên Hiệp Quốc, rồi các nước, rồi này kia. Nhưng mà có Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ của chúng ta ở bên Tân Tây Lan thì xin Ngài ghi nhận những cái phản ứng của từ chính quyền, chính giới và với những người dân New Zealand với trận chiến này như thế nào. Xin mời Linh Mục ạ. Thưa anh Du Miên và quý khán thính giả thân mến, tôi luôn luôn theo dõi tình hình thế giới theo cái khả năng của tôi, qua TV, qua các bài báo, qua truyền đọc. Thì cái chiến tranh giữa Israel và Hamas gì rồi đó, Gaza đó, nó rất là sôi động trong thời gian qua. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng đó, cá nhân tôi nghĩ rằng chiến tranh này nó không dừng lại ở đó, mà nó phải phát triển rộng ra cả ở vùng Trung Đông. Thì cái sự việc xảy ra giữa Israel và Gaza ta biết rồi, Hamas biết rồi. Bây giờ đó xảy ra cái việc là cách đây 2 tuần thì cho Do Thái, Israel lại tấn công thẳng vô theo chỗ Damas, thì nó gây ra một cái cuộc sốc, một cái mặt trận đã mở ra rất là lớn ở Trung Đông. Thì bây giờ cái phản ứng thế giới thì chúng ta biết hết rồi, mỗi ngày TV ai cũng coi được, trên các đài truyền hình bình luận Liên Hiệp Quốc rồi các nơi. Nếu đó, đây bây giờ ta đang nói riêng nước Tân Tây Lan của tôi đó, thì tôi biết rằng đây nó có hiện tượng này là từ khi chiến tranh bên Israel xảy ra đó, thì cái số mà nó vận động cho Hamas đó là mà Gaza làm rất là mạnh, mang những cái khăn nhiều màu rồi xuống đường rồi biểu tình rồi la lối, thì đây là có hiện tượng này. Chứ cái gì nó cũng có hiện tượng hết đó. Trong số những cái người mà vận động mạnh mẽ nhất cho cái phía chống lại Do Thái đó, thì có một cái cô kia tên là cô Jessica Lê Nhật Yên. Cô ta là một dân biểu của một cái đảng đối lập, là người Iran. Đặc biệt cái cô này là người Iran, 30 mấy tuổi thôi, xin lỗi 43 tuổi thôi, đẹp gái. Rồi thì tôi không biết là ông trời xui khiến hay là tại sao cô ta lại phạm cái tội lãng xẹt, là cô ta lại phạm cái tội gọi là tội shoplifting, tức là đi ăn cắp đồ đạc ở trong một cái tiệm quần áo, và đó là đổ bùng cả của nước này. Một dân biểu đầu tiên mà đi ăn cắp trong cái shop đó có số tiền khoảng chừng $10.000, thì theo luật này là $1.000 là phải ra tòa rồi có thể bị phạt 7 năm tù. Bây giờ cô ta đã từ chức dân biểu, đây là cô ta đã trở thành một người cái bằng đây sự chú ý của tất cả các nước này. Thì bây giờ khi mà cô ta bị dốt tù rồi đó, bị ra tòa đó, thì cái phong trào mà kêu bằng xuống đường rồi mang cái khăn rằn rồi để cờ bên Palestine thì nó lại xuống. Tức là cái phong trào vận động mạnh mẽ cho đó thì không còn mạnh mẽ giúp cô ta còn tại ngoại nữa. Và cô ta sẽ ra tòa kết án vào ngày 24 tháng 6 này. Đó là cái ngày mà cả nước này trông đợi. Tôi nói vậy đó, mặc dù sự kiện nhỏ nhưng ảnh hưởng đến một cái nhìn lớn. Tức là phong trào mà ủng hộ cho bên Hamas, bên Gaza nó lại xuống hẳn. Bây giờ nói chung đó, nếu Du Miên hỏi thì tôi nói thế này. Theo tôi hiểu, đại đa số người dân Tân Tây Lan, những người mà theo dõi thời cổ đó, người ta đều yểm trợ cho Do Thái. Cái sự mà yểm trợ Do Thái là cái sự rất là rõ rệt. Cả về phía chính quyền cũng là người ta về theo thời cổ ta nói một cách đẩy đưa thôi, nhưng cho thấy cái khuynh hướng là ủng hộ Do Thái. Còn kỳ này đó thì người ta cũng đang trông chờ một phản ứng của thế giới về vấn đề Do Thái có trả đũa cho Iran không, á, thì tôi nghĩ rằng đó là Do Thái đang sẽ có một bài toán rất là cẩn thận, một bước đi rất là cẩn thận về phải nói là về mặt chính trị nhiều hơn là quân sự. Còn nói về quân sự thì theo cá nhân chúng tôi nghĩ và theo người nghĩ rằng Do Thái là một cái nước thấy thân phận mình nằm ở giữa một cái như là một con cừu nằm giữa bầy hổ, thì chắc chắn là con cừu đó đó trong vòng mấy mươi năm đầu quốc đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với tình thế ngày nay rồi. Cho nên người ta nói chung đó tinh thần vẫn là yểm trợ cho Do Thái rất nhiều theo cái tinh thần mà hiểu biết thì tôi nói đây đó thưa anh Du Miên. Vâng, cảm ơn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Kính thưa quý khán giả, ngay trong khi mà bị tấn công thì nội các của Do Thái đã họp khẩn cấp và tất cả thành viên của nội các bộ máy chiến tranh của nước Do Thái quyết định trả thù ngay lập tức, trả đũa ngay lập tức. Nhưng mà có phone trực tiếp từ Tổng thống Joe Biden qua. Cho nên sau khi nói chuyện với Tổng thống Biden, người ta không công bố, cả Tòa Bạch Ốc cũng như Israel cũng không hề loan báo cái nội dung của cuộc điện đàm như thế nào. Nhưng mà chỉ có ghi nhận được là sau đó cũng trong cuộc họp nội các và Bộ Tư lệnh Chiến tranh của nước Israel thì ông Netanyahu, Thủ tướng của nước Do Thái, nói rằng chúng ta trì hoãn cái chuyện tấn công. Thưa quý vị, cái tin mà của báo chí ghi nhận là ông Biden được cho là đã nói với ông Netanyahu rằng Israel về cơ bản đã chiếm ưu thế trước Iran trong cuộc đụng độ này và chứng tỏ khả năng quân sự vượt trội của Israel. Tại sao mà ông nói câu đó? Là tại vì cả Anh, Mỹ và Jordan cũng đã giúp Israel để chặn đứng gần như là 99% tất cả những cái hỏa tiễn mà của Iran bắn từ ở nước họ qua bên này. Thì Mỹ và Israel đã bắn hạ gần như tất cả số máy bay không người lái cũng như vũ khí mà Tehran đã phóng cùng với sự hỗ trợ của Anh, Pháp và Jordan. Tổng thống Joe Biden đã nói với Thủ tướng Israel một câu thôi: các bạn đã chiến thắng. Ông Biden cũng khẳng định rằng Washington hết lòng bảo vệ Do Thái. Cam kết của chúng tôi đối với an ninh của Do Thái trước các mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này là sắt đá. Tức là ông Biden, ông một lần nữa ông xác quyết cái chuyện này. Thì cái câu chuyện này, kính thưa quý vị, là trước đây đó chúng ta nhìn thấy ông Biden ông đã chuẩn bị, nước Hoa Kỳ đã chuẩn bị vấn đề tâm lý quốc tế rất là kỹ càng khi mà Israel thả lầm bom xuống các vùng mà có những cái tổ chức thiện nguyện quốc tế cứu trợ ở đó, thì lập tức Hoa Kỳ lên tiếng, gọi là lên án liền và cho lập liền một cái cảng của người Hoa Kỳ để đem hàng cứu trợ vô, trong khi những cái chỗ khác người ta sợ, người ta không đem vô. Thì Hoa Kỳ cũng vuốt giận và Hoa Kỳ cũng yêu cầu bên Do Thái bỏ những cái cuộc tấn công mà có thể gây thiệt hại cho người dân. Quý vị thấy Hoa Kỳ người ta chuẩn bị một cái bài toán rất là hay trong cái vấn đề này. Và bây giờ khi mà nhìn thấy Tehran, bên Iran mà người ta tấn công vô nước Israel thì Tổng thống Joe Biden lại một lần nữa cũng chứng tỏ cho thế giới là Hoa Kỳ mặc dù bảo vệ Israel nhưng mà không có khuyến khích một cái chuyện tấn công trả đũa ngay lập tức, vì khi nóng giận đó người ta có thể làm những chuyện bừa bãi, có thể là gây ra những cuộc leo thang vô ích mà quốc tế luôn luôn ta lên án cái chuyện này. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lập tức đã họp và đã đưa lên biết bao nhiêu những cái ý kiến để phản đối. Dĩ nhiên cái lò lửa Trung Đông vẫn là lò lửa mà từ mấy chục năm nay là nó cứ như thế này, nó cứ giằng co như thế nọ, và người ta cứ nghĩ rằng nếu như để cho nó cứ mạnh ai để làm thì chắc chắn là cái trận chiến thứ ba nó sẽ xảy ra. Đó là những cái điều mà quốc tế người ta lo ngại nhất trong cái cuộc chiến Israel. Cảm ơn Linh Mục Hữu Lễ đã phản ảnh cái dư luận của bên New Zealand cùng với thế giới chúng ta nhìn về công việc này. Chúng tôi sẽ nghỉ một vài phút cho đài quảng cáo, và trong phần 3 chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ phân tích về ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại sao mất chức ở bên Việt Nam. Chúng tôi sẽ quay lại chương trình. Cảm ơn quý vị. Chào bình minh hoa ban mai lạ lơi, nhạc dịu êm vang dư âm ngàn nơi, bên khói chết tươi, trong ngót hoa tươi. Good morning Vietnam, America. Bầy trẻ thơ yêu quê hương đầy vơi, đồng ruộng tươi vươn lên bao nguồn mới, sóng lúa chơi vơi, xanh hát. Cảm ơn quý khán giả vẫn còn với đài VNA TV của chúng ta. Kính thưa quý khán giả, như quý vị biết là chúng tôi cũng nhớ Linh Mục Hữu Lễ. Suốt trong 2 tháng trời không được nói chuyện với Ngài thì cũng nhớ, và cũng nhiều người ở Hoa Kỳ này còn nhớ Linh Mục Lễ hơn chúng tôi rất là nhiều nữa. Tại vì Ngài là một người được yêu thương ở Hoa Kỳ này. Tôi nhớ có lần tôi đi dự cái diễn hành văn hóa quốc tế ở trên New York thì Linh Mục là người mà cầm cái banner cùng với những người ủng hộ là đòi đổi tên Sài Gòn. Tôi không biết là Linh Mục còn nhớ cái lúc đó không. Lúc đó là có thể nói đó là lần đầu tiên tôi gặp Linh Mục một cách trực tiếp ở trên New York. Và mấy lần trước thì mấy cái lần Ngài ra mắt sách ở đây thì chúng tôi có dự ở trong hàng ngũ báo chí thôi. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà tôi nói chuyện với Ngài là ở trên New York. Thì bây giờ đó thưa Ngài là ở bên Hoa Kỳ, ai họ cũng muốn Linh Mục qua đây. Không biết là Linh Mục có dự trù qua đây. Mà họ nói rõ ràng, họ yêu cầu với tôi là họ nói là ở New Zealand mà qua Úc á, thì đi chỉ có một vài tiếng đồng hồ là tới. Còn đi từ ở bên New Zealand mà qua Mỹ thì lâu hơn, có thể là nửa ngày mới tới. Cho nên qua Mỹ thì phải ở lại cái thời gian gấp đôi, gấp 3 lần ở Úc. Tức là yêu cầu Linh Mục qua đây ở 1 tháng, 2 tháng là không biết là Linh Mục có trả lời như thế nào về câu hỏi này không? Vâng, trước tiên là tôi rất là cảm động khi nghe cái sự phân tích của Du Miên. Thiệt sự mà nói, anh nói đúng, thiệt tình mà nói đó, tôi yêu mến đồng bào Việt Nam chúng ta tại Mỹ vô cùng, tôi thật. Bởi vì tôi nói về cái nôi làm việc của tôi, và tôi cũng biết rằng đó, đồng bào bên đó một số rất đông cũng thương mến tôi. Điều này thì tôi nói rất là rõ. Bằng chứng là gì? Bằng chứng là khi tôi ra mắt cuốn sách tiếng Việt tôi phải sống đó, không có người ta không có đủ để mà bán. Nghĩa là không phải là gì cuốn sách nó hay quá độ mà người ta thích, nói rõ vậy. Người ta thương mến một người Hữu Lễ, người ta thương mến. Có những người, xin lỗi nói vô miên nha, tôi biết là có 2 người chỉ lấy 1 cuốn sách thôi mà tặng cho 3.000 đô la, lấy 1 cuốn sách, bởi vì cái lòng quý mến chứ không phải là gì cuốn sách. Tôi nói vậy để cho hiểu rằng đó là đồng bào bên đó một số đông cũng thương mến tôi nhiều. Tôi biết điều đó và tôi cũng thương mến đồng bào rất nhiều. Cho nên cái việc đi đó thì tôi đã có kế hoạch, thưa anh Du Miên. Bởi vì sau khi bắt đầu phổ biến cái kế hoạch làm cái phim Tôi Phải Sống đó thì tôi sẽ đi càng xa càng tốt, nhất là Úc và Hoa Kỳ. Tôi nói rõ, không phải chỉ đi vận động sự hỗ trợ về tài chính mà thôi, mà vận động sự hiểu biết của đồng bào chúng ta về một kế hoạch tranh đấu cho dân tộc mình. Cái đó là cái quan trọng đối với tôi. Thật sự mà nói đó, có tiền bao nhiêu là bấy nhiêu, anh có 1 triệu là 1 triệu, 2 triệu là 2 triệu, 100 ngàn là 100 ngàn. Nhưng mà cái quảng bá cho biết rằng cái ý nghĩa của cái việc làm đó là vô cùng quan trọng, mà điều đó là phải chính tôi là cái người đi vào lòng dân tộc ở đây nói lên được. Cho nên thưa Du Miên, tôi có kế hoạch, mà vâng, thì phải nói rằng thôi đây sẵn để tâm tình luôn nha. Tôi coi đây là công việc cuối đời của tôi, thưa Du Miên, và phải nói là tôi đầu tư tất cả những gì cuộc đời tôi có đến giờ phút này vào công tác này, cả sức khỏe của tôi. Mặc dù anh biết năm ngoái tôi đi qua bên đó đó, tôi đi về trong trận đau rất là lớn, trên máy bay về nhà phải nằm nhà thương cả 10 ngày với cái chuyện đó, thì dĩ nhiên là tai nạn xảy ra thôi. Ở đời thì mà ai mà tránh khỏi tai nạn, nhưng mà sau đó thì trên một người lại nghĩa là bounce back, nghĩa là tôi phải sống mà. Yeah. Tôi phải sống mà. Cho nên tôi có kế hoạch tôi đi qua Úc và qua Mỹ, tôi có. Vâng. Vâng, kính thưa quý khán giả, quý vị thương yêu Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ thì đón xem trên đài VNA TV, chúng tôi sẽ có tường trình tất cả những cái chương trình của Ngài khi Ngài đi qua Mỹ, thông báo trước để cho quý vị biết ở nơi nào Ngài tới để đến ủng hộ Ngài về tinh thần cũng như là gặp Ngài Hàng Huyền tâm sự. Cảm ơn quý vị. Chào bình minh hoa ban mai lạ lơi, nhạc dịu êm vang dư âm ngàn nơi, bên khói chết tươi, trên món hoa tươi. Good morning Vietnam, America. Cảm ơn quý khán giả vẫn còn của đài VNA TV. Để tiếp tục phần thời sự ngày hôm nay, cho phép chúng tôi được giới thiệu gửi đến quý vị bản tin số 5. Peter lấy bản tin số 5. Tổng thống Biden lợi dụng chiến cuộc Israel để dụ Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson mắc bẫy. Tổng thống Mỹ đã kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc hội thông qua dự luật chi tiêu bao gồm 14 tỷ Mỹ Kim viện trợ cho Israel trong cuộc điện đàm để thảo luận về phản ứng của Washington trước các cuộc tấn công trả đũa của Iran. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, người đã tham gia cuộc gọi với Tổng thống Biden, nói rằng đảng của ông hiểu sự cần thiết của việc sát cánh cùng Israel và ông sẽ cố gắng thúc đẩy gói chi tiêu trong tuần này. Chính quyền Tổng thống Biden đã thúc Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua gói chi tiêu bổ sung an ninh quốc gia trị giá 95 tỷ Mỹ Kim bao gồm cho Israel, Ukraine và Đài Loan kể từ tháng 2. Nhưng kính thưa quý vị, đảng Cộng hòa đòi hỏi là trước khi mà có cái gói này thì phải mở cửa biên giới. Từ đó đến nay nó nằm ì tại Hạ viện. Hạ viện không thông qua tại vì Cộng hòa muốn phải có cái vấn đề bảo đảm an ninh biên giới trước. Ông Biden không nhượng bộ. Bây giờ nhân cái cuộc chiến này và nhân cái sự thảm bại của một vài mặt trận ở Ukraine cứ thúc bên ông Mike Johnson làm cái chuyện này. Mà ông Mike Johnson mà bây giờ nhượng bộ thì ngay lập tức cái ghế của ông bị lung lay. Cái điều đó là điều mà xảy ra mà quý vị thấy là trong tuần vừa qua là ông Mike Johnson phải bay xuống bên Florida để gặp Tổng thống Trump và hai người đã bàn luận với nhau. Chúng ta chờ xem trong tuần này nó sẽ là như thế nào. Chúng tôi sẽ cập nhật để gửi đến quý vị. Bây giờ kính mời quý vị nghe một đề tài hấp dẫn, đó là đề tài số 6 của chúng tôi ngày hôm nay. Cái lúc mà Linh Mục đi ở bên Úc đó thì ở bên Việt Nam nó có một diễn tiến, đó là việc ông Nguyễn Phú Trọng ông đưa ông Võ Văn Thự để đút vô trong lò ông nướng thịt. Thì cái chuyện này đó thì cái gọi là đại án này thì nó như thế nào chúng ta sẽ nghe Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ phân tích sau đây. Peter lấy cho bản tin số 6. Xin mời Linh Mục ạ. Trước khi đi vào đề tài này thì tôi phải xác định cái vị trí của tôi trước rồi mới nói chuyện sau. Cái vị trí của tôi trong lòng dân tộc Việt Nam đó, xin tất cả các bạn người Việt Nam đừng có nhìn tôi chiếc áo Linh Mục này. Chiếc áo Linh Mục này là một chiếc áo mà tôi thực hiện trong cuộc đời tôi về phạm vi tôn giáo. Nhưng hãy nhìn tâm hồn tôi là một người Việt Nam. Cái máu huyết của tôi là máu huyết Việt Nam. Cái tim của tôi là tim Việt Nam. Và nguyện vọng đời tôi là nguyện vọng Việt Nam. Cho nên tôi sẽ nói về Việt Nam với cách một người Việt Nam. Chứ nhiều khi bà con không biết, ôi ông cha Lễ bây giờ lại nói chuyện chính trị trên em. Xin lỗi, có nhiều người hiểu chữ chính trị rất là đơn giản. Mà tôi xin nói nữa, có thể nói nhiều người hiểu chữ khờ khạo nữa. Chính trị đây nó không phải chỉ là chữ tranh cử rồi ghế này ghế nọ, mà chính trị đây đó là cả tương lai cả một cái dân tộc, sự hạnh phúc của dân tộc. Cho nên tôi nói thật sự ra tôi là người theo dõi tin tức rất là kỹ lắm, không một ngày nào mà tôi không quét một cái làng trên tất cả mọi cái báo chí quốc tế và trên TV cũng như YouTube. Để chi vậy? Thứ nhất là để tôi bắt mạch được cái sự diễn tiến chính trị của thế giới và của Việt Nam. Thứ nhì là tôi có gì học hỏi thêm. Tôi nói thật với anh Du Miên và tất cả quý khán giả, thật sự tôi không quan tâm một chút nào về vấn đề trong bộ chính trị Việt Cộng. Thằng nào nói, ông nào nói lên thủ tướng, ông nào nói xuống cấp, ông nào, bọn tôi không quan tâm một chút nào cả. Bởi vì có lên hay xuống gì nữa đó cũng chỉ là thành phần chóp bu nắm quyền lực, họ thay đổi nhau. Có khi thì người ăn no rồi thì hạ xuống để cho người khác lên. Thì giống như có lần tôi nói đó, có khi nếu mà người nào đưa ra tòa thì coi như là cái đám những người bị lộ thì phải đưa ra tòa, thì người chưa lộ xử, rồi mai kia mốt nọ cái anh chàng đang ngồi xử đây nó bị lộ thì người khác xử nó thôi. Tôi cho đây là một chuyện rất là đương nhiên xảy ra trong bộ máy cầm quyền gọi là chóp bu mà kêu bằng quyền lực tuyệt đối. Vấn đề tôi nói mà rất nhiều trong cái YouTube tôi đó là dân tộc Việt Nam chúng ta đừng có lay quay mãi trong những cái con dòi, con bọ, đục khoét, ăn hối lộ, tham nhũng, gọi là những cái đại án. Thí dụ như là đại án chuyến bay giải cứu vừa năm ngoái năm kia đây, đưa ra tòa đứng hàng lớp, chúng nó cúi đầu xuống, người nào người đấy mà nó mập mập như là những con trâu. Một thằng ăn 150 tỷ, 170 tỷ, 190 tỷ ra tòa cúi đầu đó. Rồi người ta cứ lây quay mãi mà đã quên rằng đó, những con dòi con bọ đó nó sống trong cái đống phân, cái hố phân. Mà hố phân đó đồng bào Việt Nam chúng ta phải là hốt cho hết đó. Đó là chế độ Việt Gian Cộng sản. Bao lâu hố phân còn thì dòi bỏ còn. Tại sao chúng ta lây quay mãi rồi? Bữa nay ông này lên làm thủ tướng, mai ông kia xuống làm bộ trưởng, bữa nọ ông lên làm bí thư tỉnh ủy, ông nọ rồi lâu cái đại án đấy. Mới vừa hôm qua kia đây lại đại án Trương Mỹ Lan nữa. Cái chuyện này là chuyện vô cùng phi lý. Một con người đàn bà mà nó tung hoành đến độ mà nghe nói rằng số tiền và thất thoát gì tới 27 tỷ Mỹ Kim. Tôi nói thật á, tôi chưa hiểu được 27 tỷ Mỹ Kim nó là cái con số gì nữa. Nếu mà cho tôi con số đó, giờ tôi mướn cả hàng trăm chiếc xe bò để tôi chở chưa chắc ra hết tiền đó. Bây giờ chúng ta lây quay chịu làm cái gì nữa? Bao lâu chế độ còn thì nó còn những cảnh lên xuống, ăn no rồi xuống, ta gọi là đáp an toàn. Bây giờ tôi hỏi bạn bên Mỹ, biết bao nhiêu người con cái của Việt Cộng cấp cao đã mua nhà mua cửa bên Mỹ? Bao nhiêu tài sản dân tộc như chúng ta hải ngoại đó là số tiền tham nhũng đã mua những tài sản bên đó. Bên Tân Tây Lan tôi này, nước nhỏ đây này, mà con cháu Việt Cộng qua mua nhà đầy dãy đây này. Cái chuyện chúng ta không ghé lại chuyện đó mà ghé lại cái nguồn gốc của nó. Cho nên đối với tôi, đối với Nguyễn Hữu Lễ là một người Việt Nam, tôi nói một cách công khai rằng trên tất cả thế giới rằng đó là nếu mà muốn diệt hết cái lũ dòi, cái lũ ăn hối lộ, tham nhũng, đè đầu cởi cổ, móc túi đồng bào Việt Nam, không có còn lối sống nữa đó, thì phải diệt cái hố phân đi, hốt cái hố phân đi, thì lũ dòi nó không còn sống được nữa. Bao lâu còn hố phân thì lũ dòi bỏ nó còn chui vào đó, rút rễ trong đó. Cho nên đồng bào chúng ta nên có cái nhìn xa hơn về vấn đề cái chính trị. Chính trị Việt Nam là chính trị chỗ đó, thưa tất cả quý khán giả thân mến. Đó là cái tâm tình và cái lời chia sẻ rất là rõ ràng của tôi. Không phải hôm nay mà thôi, mà tôi chia sẻ đến tất cả các diễn đàn trên thế giới, nơi nào có mặt của Linh Mục Hữu Lễ. Và muốn diệt lũ dòi phải hút sạch hố phân đi, mà hố phân đó hiện nay đó là chế độ Việt Dân Cộng sản Việt Nam. Đó là cái tư tưởng của tôi, thưa anh Du Miên. Vâng, thưa cảm ơn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đã đưa ra những cái nhận xét liên quan đến một bản tin mà chúng ta cũng đã nghe trên đài VNA TV đã bình luận rất là nhiều lần. Kính thưa quý khán giả, Peter chuẩn bị lấy cho bản tin số 7. Kính thưa Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ cũng như quý khán giả, là bây giờ là chắc chắn là hai ông Biden và ông Trump sẽ đại diện cho hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa để ra tranh cử. Từ đây cho đến tháng 11 họ phải đi vận động ở các tiểu bang. Như quý vị thấy Tổng thống Trump thì ông đương bị kẹt với cái chuyện ra tòa. Ông mất 8 tuần tức là 2 tháng. Từ đây đến tháng 11 quý vị thấy mất 2 tháng để tranh cử, thì lúc đó là ông Biden một mình ông đi, ông khoái quá. Nhưng mà truyền thông người ta có một cái yêu cầu như thế này. Bây giờ có tới 12 hãng lớn nhất của Hoa Kỳ đã lên tiếng ngày hôm qua để yêu cầu là cả hai ông chính thức ra tranh luận để cho người dân người ta biết được cái đường lối của hai ông. Thì cái này nó cũng là một cái dịp để cho người ta bù đắp lại những cái thời gian mất mát của Peter lấy cho bản tin số 7 đó, để cho thấy mất cái khoảng thời gian quý giá cho Tổng thống Trump là mất tới 8 tuần, nó quan trọng vô cùng. Tại vì sao? Một tuần như vậy là ông phải ra tòa 4 ngày. Ông ra tòa mệt mỏi với tòa án trong 4 ngày ở New York mà nó kéo dài từ 6 đến 8 tuần. Mà tuần nào ông cũng phải đi từ Florida, mà ông bay qua New York rồi ở đó, ông đó ở New York, ông phải bay về lại Florida, rồi ngày hôm sau ông lại bay lại, tức là 8 chuyến bay như vậy trong liên tục trong 8 tháng. Thì ông cũng đâu có còn trẻ nữa, cho nên chúng ta nhìn thấy những cái khó khăn của Tổng thống Trump ở trong cái vấn đề này. Thì truyền thông Hoa Kỳ cánh tả và cánh hữu người ta đều yêu cầu không biết là hai bên có chấp thuận hay không. Có vẻ như là bên phía ông Biden không có muốn tranh luận. Không biết cái lý do như thế nào mà người ta đánh giá như vậy, tôi cũng không hiểu nữa. Quý vị nhớ là trong cái vấn đề mà trong nội bộ của đảng Cộng Hòa thì trước đây Tổng thống Trump ông cũng không có chịu để mà tranh luận với các đảng viên đồng đảng với ông. Tại vì ông nghĩ rằng ông là cái người được đảng tin yêu, trông cậy và tin cậy ông, thì ông không cần phải tranh luận nữa. Giờ này có lẽ ông Biden bước trước cái kiểu đó chăng, nói là dân Mỹ đã chọn ông rồi cho nên không cần phải tranh luận nữa. Thì chúng ta chờ xem, chúng ta chưa biết như thế nào, chính trị nó sẽ diễn tiến, nó bất thường lắm. Kính thưa quý khán giả, bản tin cuối cùng ngày hôm nay thưa Linh Mục Hữu Lễ, đó là việc mà Liên Hiệp Quốc đã phản ứng như thế nào. Peter lấy cho bản tin số 8. Cái cơ quan Liên Hiệp Quốc đó là cái nơi mà hay có những cái tranh cãi hay là có những cái phản ứng trước những diễn biến lớn nhất của thế giới. Thì ngày hôm nay Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Antonio Guterres ngày 14 đã cảnh báo cho các quốc gia thành viên không leo thang căng thẳng hơn nữa bằng các cuộc trả đũa nhắm vào Iran. Cái điều này chúng ta cũng nhìn thấy cái lời tuyên bố này nó cũng giống như là lời tuyên bố của Tổng thống Biden, có nghĩa là không có đổ thêm dầu lửa vô, để chúng ta từ từ để giải quyết, đừng có đẩy tất cả các quốc gia vô trong một trận chiến vô bổ mà sẽ là một trận chiến thế giới thứ ba. Nó khủng khiếp lắm, nó ảnh hưởng đến toàn, nghĩa là thế giới chứ không riêng Hoa Kỳ. Có một số người cũng đã gọi cho đài VNA TV không biết là chiến tranh nó có sẽ qua tới Hoa Kỳ hay không, liệu Iran có tấn công Hoa Kỳ hay không. Tất cả những câu hỏi đó là những câu hỏi rất là tình người, rất là bình thường. Nhưng mà quý vị biết Hoa Kỳ là một cường quốc, là một nước mà có ảnh hưởng rất là nhiều trên thế giới này như nước lãnh đạo, và những cái khả năng vũ khí của họ tự bảo vệ quốc gia của họ đã ngon lành rồi, họ mới vươn tay ra để họ giúp cho những nước khác. Cho nên chúng ta cũng phần nào yên tâm về cái chuyện nếu như Iran có tấn công thì cũng không có làm gì được Hoa Kỳ đâu, cho nên chúng ta đừng có lo lắm. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký của Liên Hợp Quốc tuyên bố với các quốc gia thành viên rằng hiến chương Liên Hiệp Quốc cấm sử dụng vũ khí chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất cứ quốc gia nào. Ông lên án cuộc tấn công của Iran vào Israel. Trung Đông đang trên bờ vực, người dân tại đây đối mặt với nguy cơ thực sự của cuộc xung đột toàn diện tàn khốc. Giờ là lúc để xoa dịu căng thẳng và giảm leo thang. Tất cả khu vực của thế giới đều không thể chịu đựng thêm một cuộc chiến tranh nào nữa. Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, ông Robert Wood, đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án dứt khoát cuộc tấn công của Iran vào Israel. Hội đồng 15 thành viên này có nghĩa vụ không để những hành động của Iran trong tình trạng không hồi đáp. Ông Robert Wood cho biết trong những ngày tới, cùng với việc tham khảo ý kiến các quốc gia thành viên khác, Mỹ sẽ tìm cách đưa ra biện pháp để buộc Iran phải chịu trách nhiệm tại Liên Hiệp Quốc. Chúng ta chờ xem những phản ứng của thế giới. Và bây giờ kính mời Linh Mục chào khán giả của đài, và chúng ta đã hết giờ rồi. Vâng, cảm ơn anh Du Miên rất nhiều, và xin chào tất cả quý khán giả đã theo dõi sự hôm nay. Tôi rất là vui sau một thời gian 2 tháng gặp lại quý khán giả. Ước mong rằng là sức khỏe tôi, nếu sức khỏe cho phép thì tôi sẽ tiếp tục mỗi tháng lên đây để mà tâm tình và chia sẻ những gì tôi hiểu biết của tôi. Và nói chung là tôi xin bày tỏ lòng quý mến của tôi với tất cả quý khán giả của VNA TV. Xin kính chào. Vâng, cảm ơn Linh Mục và kính chào Linh Mục cùng với khán giả của đài. Chào bình minh hoa ban mai lạ lơi, nhạc dịu êm vang dư âm ngàn nơi, bên khói trẻ tươi, trong ngón hoa tươi. Good morning Vietnam, America.